Đặc điểm của tổ lý tin công nghệ là tổ ghép gồm có 3 nhóm vật lý, nhóm tin và nhóm công nghệ, gồm có 14 đồng chí. Các đồng chí đều đạt chuẩn trở lên, trong đó có 2 đồng chí là thạc sĩ, được sự quan tâm của cấp ủy, của ban giám hiệu nhà trường. 5 năm liền, tổ đạt lao động tiên tiến. Các đồng chí trong tổ đều đạt lao động tiên tiến và một số đồng chí đạt chiến sĩ thi đua các cấp. Một đặc thù của tổ là gắn liền với thực nghiệm. Các đồng chí trong tổ đã sử dụng và phát huy hết các cái thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn được sử dụng một cách hợp lý. Phát huy tinh thần đoàn kết nhân ái, ham học của tổ, tôi tin rằng tổ vật lý tin công nghệ trong năm học 2016-2017 thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần không nhỏ đưa thành tích của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm học.